Các bạn, mình đại lý phụ kiện hôm nay gửi đến các bạn sản phẩm, đó chính là chiếc adapter của Hanky 24V 1.8A, sản phẩm chuyên dụng cho các dòng máy port P78. Hàng chính hãng có thời gian bảo hành 1 năm. Bộ đổi 1, đây là đầu dây nguồn cắm vào dòng máy in máy quẹt thẻ. Đây là cục chống nhiễu. Để tiết kiệm chi phí cũng như là hạn chế được hư hỏng, các bạn nên sử dụng các dòng adapter chính hãng do đại lý phụ kiện cung cấp. Cam kết 100% sản phẩm chính hãng, không còn lo lắng về cháy nổ cũng như hư hại về thiết bị. Hàng có thời gian bảo hành 1 năm. Khuyến mại dây nguồn. Chi tiết liên hệ mua hàng đại lý phụ kiện .com.vn. Hotline 0944 730 444. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.